他說：“專过多我，我的专业是，我的专业是，專过是,是什麼？你的专业是什么你的专业是什么 hay nghe từ quan hệ quốc tế. Của chỉ qua chỉ, trước tiên là từ quốc tế. Của chỉ, quốc chỉ, quốc, Của. chỉ, Của. Chị. Chị. Của chỉ, quốc chỉ, Của chỉ. Hay nói quốc tế, quốc CHỊ quốc chỉ. ngoại quốc nước ngoài ngoại quốc ngoại quốc Trung Quốc Trung Quốc Anh quốc nước Anh yên của nâng mỹ mỹ quốc mày của hãy nhắc lại quốc tế cuối chỉ cuối chỉ bây giờ là từ quan hệ quan hệ quan hệ từ này đã gặp trong từ mấy qua chỉ Hay nói lại, quan hệ Quan chỉ. Quan chỉ. Không sao, không có gì Mấy qua chỉ Mấy qua chỉ Hay nói, xin lỗi, mình đến muộn rồi. Tui bụi lái lái Không sao. Mấy quan sĩ? Hay nói quan hệ quốc tế, nguyên văn là quốc tế quan hệ. Của chị quan sĩ? Của chị quan sĩ? chuyên ngành quan hệ quốc tế nguyên văn là quốc tế quan hệ chuyên ngành quốc tế quan hệ chuyên ngành. Ngành. ngành của mình là quan hệ quốc tế quan hệ chuyên nghiệp Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế 我的专业是国际关系。mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế. nguyên văn là mình học quốc tế quan hệ chuyên ngành. 我学国际关系专业。我学国际关系专业。 Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业??你学什么专业? Mình học chuyên học chuyên ngành quan hệ quốc tế còn Bạn học chuyên ngành Bạn 我学国际关系专业，你呢？你来自好英国的好东方。我是东方大学的留学生。专业，我的是关系国际，你呢？ 我的专业是国际关系，你呢？我的专业是国际关系，你呢？